Mến chào quý cô chú và anh chị trở lại kênh LTK Bonsai. Hôm nay trở về nhà vườn Bích Nhung cho Nhung gửi lời chúc sức khỏe đến quý cô chú và anh chị ha. Hôm nay em cũng lên một số mặt hàng cho quý cô chú anh chị mình là một số cây ăn trái nè, có hoa quả hay quý cô chú anh chị. Số điện thoại bên nhà vườn của em là 0334270232, đó cũng là số Zalo bên nhà vườn của Bích Nhung. Trong quá trình quay thì có gì sơ suất thì quý cô chú nào mình cũng thương tình bỏ qua, và nếu mà không có thấy hình ảnh rõ thì có thể liên hệ qua Zalo. Số điện thoại là 0334270232, đó cũng là số Zalo. Thì em sẽ gửi thêm hình ảnh cho mình tham khảo đi xem cho nó rõ hơn ha quý cô chú anh chị. Đầu tiên là một cây trang sen Nhật. Cây cũng đã được ép chậu và cây đã thuần chậu sống khỏe nha quý cô chú anh chị. Cây này rất là to nha quý cô chú. Em vô thông số nha. Chiều cao của cây là được 15. Tán ngang như thế này là được 29. Cây này nó rất là to, rất là già. Em đo hoành cổ ở trên đây là được 27 nha quý cô chú anh chị. Hoành đế của cây là được 43. Mã số 1 này cây trang sen Nhật em xin giao lưu với quý cô chú mình là 900.000 đồng. 900 em sẽ bao phí vận chuyển là bao luôn cả chậu cho mình luôn nha quý cô chú anh chị. 900.000 đồng cho mã số 1 cây trang sen Nhật ha. Tiếp theo mã số 2 cũng là một cây trang sen Nhật ha. Đây là mặt hoa của sen Nhật nha quý cô chú anh chị. Cây thì li ti sơ sạn cho hoa ha. Chiều cao của cây này là được 20. Tán như thế này là được 30. Cây này cũng rất là to nha quý cô chú, nhưng mà nó nhỏ hơn cây vừa rồi ha. Hoành ở trên vị trí này em đo là được 26. Củ ở dưới này là em được là đo được là 42 ha, 42. Rồi mã số 2 này em xin giao lưu với quý cô chú mình là 600.000. 600 em sẽ bao phí vận chuyển bao gồm cả chậu cho mình luôn ha. Những cái cây như thế là mình về mình chỉ cần để vậy là mình ngắm thôi, không cần làm gì nữa hết hết quý cô chú. Rồi tiếp theo mã số 3 là một cây trang đỏ xưa nha. Có một cái dáng dân nhân cành rớt ha. Chiều cao của cây là được 70. Tán ngang như thế này là được 27. Cành rớt xuống như thế này là được 56. Em đo ở trên này đi quý cô chú ơi. Ở dưới đó nó mới bị vướng cọng dây rồi. Hoành ở trên này là được 7 nha. Dưới này có thể là nó sẽ được 89. Rồi mã số 3 này em xin giao lưu với quý cô chú mình là 600.000. 600.000 em sẽ bao phí vận chuyển cho mình luôn hết quý cô chú. Cây này em sẽ đi luôn cái chậu này cho mình luôn ha. Rồi tiếp theo mã số 4. Mã số 4 là một cây trang đỏ xưa luôn nha quý cô chú anh chị. Chiều cao của cây là được 18. Tán như thế này là được 29. Hoành thân ở trên đây là được 15. Hoành đế của cây là được 28. Rồi mã số 4 này em xin giao lưu với quý cô chú mình là 350.000. 350.000 em sẽ bao phí vận chuyển cho mình ha. Những cái cây này về mình chỉ cần ép vô cái chậu là mình ngắm thôi, để gì cũng được ha. Tiếp theo mã số 5. Mã số 5 là cũng là một cây trang đỏ xưa nha quý cô chú. Cây đang cho lọc hoa rất là nhiều nha. Chiều cao của cây là được 25. Tán ngang như thế này là được 40. Hoành của cây là được 16. Rồi mã số 6, số 5. Em xin giao lưu với quý cô chú mình là 350.000. 350.000 em sẽ bao phí vận chuyển nha. Trang đỏ này là em đã xử lý sạch đất hết cho mình rồi. Quý cô chú nào mình về mình chỉ cần để vậy là thấy thôi, không cần xử lý lại nha. Rồi tiếp theo mã số 6 là một cây cốc thái nha. Cây cốc thái này nó có một cái dáng đổ ha. Rễ nó cũng rất xinh nha quý cô chú, nó có một cái cọng rễ rất là to. Chiều cao em đo ở vị trí này là được 13. Đổ xuống như thế này là được 25 ha. 25 là tính từ cái co này xuống nha. Hoành của cây là được 15 nha quý cô chú anh chị. Hoành thân là được 15, nó có cái rộng rễ như này ha. Rồi mã số 6 này em xin giao lưu với quý cô chú mình là 300.000, em sẽ bao phí vận chuyển nha. Cây thì đang chuẩn bị cho lọc cá trái trên cây nha quý cô chú. Cây cốc này trong quá trình đi thì có thể nó sẽ bị rụng lá, nhưng mà nó không ảnh hưởng gì cây nha quý cô chú anh chị. Nó về nó tầm 20 ngày là nó sẽ ra lại nha. Rồi tiếp theo mã số 7. Mã số 7 cũng là một cây cốc thái luôn nha quý cô chú anh chị. Cây này thì em mới cắt lại, nó vừa bung mầm lên ha. Chiều cao như thế này là được 22. Hoành ở vị trí này là được 13 nha quý cô chú anh chị. Được 13. Một cây cốc quái ha. Mã số 7 này em xin giao lưu với quý cô chú mình là 300.000, em sẽ bao phí vận chuyển nha. Cây đi em sẽ bao gồm cả chậu cho mình luôn nha quý cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 8. Mã số 8 là một cây me chua. Một cây me chua.
có một cái dáng bài ha. Chiều cao của cây là được 27. Tán ngang như thế này là được 35. Tán bay ra đây là được 55. Hoành của cây là được 17 nha, hoành thân của cây là được 17. Hoành cũ của cây là được 42. Mã số 8 này em xin giao lưu với quý cô chú mình là 600.000. 600.000 em sẽ bao phí vận chuyển cây đi, em sẽ bao luôn cái chậu cho mình nha quý cô chú. Em sẽ tặng luôn cái chậu cho mình luôn nha. Nếu mà có bể thì cũng thông cảm nha quý cô chú. Tại vì cái chậu em tính rút lại nhưng mà em sẽ tặng luôn. Nhưng mà đi vô thùng xốp chắc nó cũng không đến đổi ha. Tiếp theo mã số 9 là một cây khế chua ghép khế Nhật nha quý cô chú anh chị. Chiều cao của cây là được 23. Tán như thế này là được 40. Tán ngang như thế này là được 20, được 32. Em đo cái cổ trên đây là được 12 nha quý cô chú. Em đo như thế này là được 35. Tổng hoành nó có giống cái dáng thú ha, có giống một cái dáng thú ha. Cây khế chua ghép khế Nhật này mã số 9 em xin giao lưu với quý cô chú mình là 500.000. 500.000 em sẽ bao phí vận chuyển cho mình nha. Bao luôn cả chậu nha quý cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 10 là một cây dâu nha quý cô chú. Dâu Thái ha, cây này là đang có trái trên cây nha quý cô chú. Cái dòng này là nó đã sống khỏe à, cây thuần chậu luôn rồi. Cái này nuôi cũng lâu đời ha. Cây này nó đang có trái vậy mình, cây này dòng này nó rất là dễ có trái nha quý cô chú. Mình về mình xuống lá là nó có trái thôi ha. Em tính từ mặt phôi xuống đi quý cô chú ơi, tính từ mặt phôi xuống đây là được 33. Tán ngang như thế này là được 43. Tổng cái tán như thế này là được 90. Hoành thân của cây là được 32 nha quý cô chú anh chị. Nó cũng có cái dáng giống như một con thú nha. Thú nằm. Hoành thân của, hoành đế của cây là được 55. Mã số 10 này em xin giao lưu với quý cô chú mình là 2.500.000 đồng. Em sẽ bao phí vận chuyển nha. Đi luôn cả chậu cho mình luôn nha quý cô chú. Đi chọn bộ combo ha. 2.500.000 đồng cho mã số 10 cây dâu nha quý cô chú anh chị. Cây đang có trái ha. Tiếp theo mã số 11 là một cây nguyệt quế lá sắn hoa chùm nha quý cô chú anh chị. Cũng có cái dáng bay nha. Hôm nay họ phong thủy bay hay sao? Chiều cao của cây là được 30. Tán như thế này là được 43. Tán dài như thế này là được 72. Hoành như thế này là được 23 nha quý cô chú anh chị. Cây này thì cũng được ép chậu rồi hoàn thiện rồi ha. Hoành đế của cây là được 54. Mã số 11 này em xin giao lưu với quý cô chú mình là 1.200.000 đồng. 1.200.000 đồng em sẽ bao phí vận chuyển cho mình luôn nha. Tiếp theo mã số 12. Mã số 12 cũng là một cây nguyệt quế nha. Lá sắn hoa chùm cây này đang có, đang cho lọc hoa rất là nhiều trên cây nha quý cô chú anh chị. Chiều cao của cây là được 45. Tán như thế này là được 67. Hoành thân của cây là được 17 nha quý cô chú anh chị. Rồi mã số 12 này em xin giao lưu với quý cô chú mình là 700.000 đồng bao phí vận chuyển nha. 700.000 đồng cho cây mã số 12 cây nguyệt quế lá sắn hoa chùm nha quý cô chú anh chị. Cây đang cho lọc cho hoa rất là nhiều trên cây nha. Chùm chùm luôn. Có chứ sao không có. Tiếp theo mã số 14 nha quý cô chú, em bị nhảy số rồi quý cô chú ơi. Mã số 14 là một cây mai chiếu thủy chung nu nha quý cô chú anh chị. Chiều cao của cây là được 66. Tán ngang của cây là được 57. Hoành thân của cây là được 24 nha. Được 24. Em đo cái cành rớt xuống. Cành rớt xuống dưới này là được 52.
Rồi mã số 14 này em xin giao lưu với quý cô chú mình là 1.500.000 đồng. Cây đi sẽ rút chậu bó bầu nha quý cô chú anh chị. Mai chiếu thủy chung nu ha. 1.500.000 đồng cho mã số 14 cây mai chiếu thủy chung nu ha. Cây đang cho lọc hoa nha. Tiếp theo mã số 15 là một cây xanh quê. Tiếp theo là một cây xanh quê nha quý cô chú anh chị. Chiều cao của cây là 35. Tán ngang của cây là được 47. Quanh đây là được 14. Tổng bệ rễ của cây là được 32. Mã số 15 này em xin giao lưu với quý cô chú mình là 700.000. 700.000 em sẽ bao phí vận chuyển cho mình nha quý cô chú anh chị. Cái đó nãy nó bị bay cái miếng băng keo nãy dán lại rồi chứ. Tiếp theo mã số 13 nha quý cô chú. Đây là mã số 13, nãy nó bị lộn ở trong cho nên là em ghi lên lại ha. Mã số 13 là một cặp khế ngọt nha quý cô chú anh chị. Cặp khế ngọt nha. Cây có củ đế hết ha. Chiều cao của cây là được 1m1. Hai cây nó đều với nhau ha. Hoành bên đây là được 13 nha quý cô chú anh chị. Bên đây là được 11 ha. Cây có củ đế nha quý cô chú. Rồi cặp khế ngọt mã số 13 này em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 350.000. 350.000 em sẽ bao phí vận chuyển cho mình luôn nghe quý cô chú. Cây này thì cây nằm chậu sống khỏe ha. Tiếp theo mã số 16. Mã số 16 là một cây sam siêu hoa nha quý cô chú anh chị. Cây đang cho lọc hoa rất là nhiều trên cây ha. Chiều cao của cây là được 44. Tán ngang như thế này là được 36. Hoành của cây là được 16. Củ như thế này là được 48 nha, 49 luôn quý cô chú ơi, được 49. Mã số 16 này em xin giao lưu với quý cô chú mình là 300.000, cây đi em sẽ bó luôn cả chậu cho mình nha, nhưng mà cái này tàn này em sẽ ốp vô nha, về bẻ lại giùm em hết quý cô chú anh chị. Cây đang cho lọc rất là nhiều trên cây ha. Rồi tiếp theo mã số 17 là một cây sam siêu hoa nha. Cây đang cho lọc cho hoa hết quý cô chú. Chiều cao của cây là được 47. Tán như thế này là được 38. Hoành em đo một cái nhỏ trên đây là được 9 nha. Tổng ở dưới đây là được 18 nha quý cô chú anh chị. Tổng hoành ở dưới đây là được 18. Củ thì em không đo ha, không có làm củ nên là khỏi đo nha quý cô chú. Rồi tiếp theo mã số 17 này em xin giao lưu với quý cô chú mình là 250.000 cho cây sam siêu hoa ha. Hoa rất là thơm nha quý cô chú. Tiếp theo mã số 18. Mã số 18 cũng là một cây sam siêu hoa. Nó ăn xuống tới dưới đít rễ luôn quý cô chú ơi. Chiều cao của cây là được 49. Tán như thế này là được 40. Hoành của cây là được 13. Rồi mã số 18 này em xin giao lưu với cô chú mình là 250.000. 250.000 em sẽ bao phí vận chuyển cho mình luôn ha. Tiếp theo mã số 19. Mã số 19 là một cây me chua nha quý cô chú. Cây này thì em nuôi đây em chưa có vô ép chậu quý cô chú nãy. Mình về mình ép chậu ha. Chiều cao của cây là được 52. Tán rất là rộng ha. Tán ngang của cây là được 74. Hoành thân là được 28. Hoành cũ là được 52. Mã số 19 em xin giao lưu với quý cô chú mình là 700.000. 700.000 em sẽ bao phí vận chuyển cho cây me chua nha quý cô chú. Me chua này, me chua là mà cái lá nó mình ăn là vẫn được nha, mình vẫn nấu bánh chua được nha quý cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 20 là một cây vạn niên tùng. Cái tùng này là cái tùng trái nha quý cô chú anh chị. Nó có trái nha. Cây này là thì dạng niên tùng nó có hai loại ha. Một loại trái và một loại bông. Nhưng mà cây này là cây dạng trái nha. Chiều cao của cây này là 1m3 nha quý cô chú anh chị. 1m3. Tán như thế này là được 69. Hoành thân là được 18. Một cái củ rất là đặc ha. Cái củ như thế này là được 36 nha quý cô chú anh chị. 36, mã số 20 này em xin giao lưu với quý cô chú mình là 1 triệu đồng. 1 triệu đồng bao phí vận chuyển cây đi rút chậu bó bầu nha. Còn nếu mình ở thuận đường thì gửi xe được thì em sẽ
đi luôn cái chậu cho mình nha quý cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 21 cũng là một cây vạn niên tùng luôn nha quý cô chú anh chị. Cây này đang ra trái trên cây luôn nha quý cô chú, trái rất là nhiều trên cây này nha. Cây này chiều cao cũng giờ là 1m3 nha quý cô chú. Cây này với cây nãy là nó cân đối với nhau một cặp ha. Tán ngang của cây là được 78, chiều cao là 1m3, tán ngang là được 78. Hoành thân là được 19 nha, hoành thân được 19. Cái củ của cây là được 40. Mã số 21 này em xin giao lưu là 1 triệu đồng. 1 triệu đồng em sẽ bao phí vận chuyển cho mình luôn nha. Cây có trái nha chị nghe quý cô chú anh chị. Cây này với cây nãy là nó đi một cặp, cây đang rất là khỏe nha. Tiếp theo mã số 22 là một cây nguyệt quế lá sắn hoa chùm nha quý cô chú. Cây này thì nuôi theo dạng kiện cổ nha. Cây rất là già rồi. Cái thân thì nhỏ thiệt thật nhưng mà cái tai cành nó cũng rất là to nha. Tai cành nó to lắm. Cao quá sao đó trời. Mẹ ơi. Chết luôn rồi. Cây này chiều cao em tính 1,5m nha quý cô chú ơi. 1,5m có giữ em tính 1,5m nha. Tán ngang của cây là được 1m nha quý cô chú anh chị. Tán ngang là được 1m ha. Hoành của cây là được 14 nha quý cô chú anh chị. Hoành là 1 bụi 14 nha, để em đo một cái mâm như thế này coi nó được. Một cái mâm như thế này là nó rộng là được 48 nha quý cô chú. Cái mâm này là được 48 nha, em đo thử cái tai cành nó được bên lớn ha. Cái tai cành của nó là được 6 hoành 7 hoành nha quý cô chú anh chị. 6 hoành 7 hoành ha. Tai cành nó rất là to nha. Rồi mã số 22 này em xin giao lưu với quý cô chú mình là 1.600.000 đồng. Cây đi em sẽ gửi xe nha quý cô chú. Cây này em không có đóng được nha. Em gửi xe cho nên là em sẽ bao phí ship mình 300 km thôi nha. Cái đó không ấy thì đẩy lại đi anh hai ơi. Đẩy lại đi. Tiếp theo mã số 23. Được không được, nãy bỏ xuống dưới kia. Tiếp theo mã số 23, 23 là một cây nguyệt quế vịnh luôn đi anh hai. Vịnh đỡ luôn đi. Cái này giờ nó nặng quá. Chiều cao của cây là được 1m1 ha. Tán ngang của cây là được 1m2. Cây rất là già. Hoành thân của cây là được 37. Hoành đế của cây là được 63. Mã số 23 này em xin giao lưu với quý cô chú mình là 2.500.000 đồng. Cây đi em sẽ bao phí vận chuyển trong phạm vi 300 km thôi nha quý cô chú. Cây này em sẽ đi luôn cái chậu cho mình ha. Tại vì em bao cái đường xe rồi, cho nên là đi xe đi luôn cái chậu cho mình. 2.500.000 đồng cho mã số 23 cây nguyệt quế lá sắn hoa chùm nha quý cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 24 là một cây cốc thái nha. Một cây cốc thái. Cây này vô chậu thì cả cây sống khỏe hết rồi, nhưng mà trong quá trình đi nó sẽ bị rụng lá nha, nhưng không ảnh hưởng gì cây. Chiều cao của cây là được 44. Hoành như thế này là được 42. Mã số 24 này em xin giao lưu với quý cô chú mình là 400.000. 400.000 em sẽ bao phí vận chuyển cho mình nha. Cái dòng cốc thái này nó rất là dễ có trái nha quý cô chú anh chị. Về nó, những cái tược như thế này là về tầm chừng tháng nữa là nó ra trái ha. Tiếp theo mã số 25 cũng là một cây cốc thái nha. Chiều cao của cây là được 74. Hoành như thế này là được 32. Rồi mã số 25 này em xin giao lưu với quý cô chú mình vẫn là 400.000. 400.000 em sẽ bao phí vận chuyển cho mình luôn ha quý cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 26, 26 cũng là một cây cốc thái luôn ha. Chiều cao của cây là được 50. Hoành như thế này là được 37. Mã số 26 này em xin giao lưu với quý cô chú mình vẫn là 400.000. 400.000 em sẽ bao phí vận chuyển nha quý cô chú anh chị.
Thì cóc thái thì cái nhánh của nó rất là giòn, cho nên là trong quá trình đi có thể nó sẽ bị rẫy gãy và bị rụng lá, nó dễ bị rụng ha, nhưng mà nó nhanh ra lắm nha, không ảnh hưởng gì cây nha quý cô chú. Chiều cao của cây là được 43. Mã số 27 là một cây cóc thái luôn ha. Hoành thân của cây là được 40. Mã số 27 này em xin giao lưu với quý cô chú mình vẫn là 400.000. 400.000 em sẽ bao phí vận chuyển nha quý cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 28 ha. 28 do nó nặng quá thì lôi để dưới đỡ đi. Để dưới đỡ đi nè. Tiếp theo mã số 28 là một cây mận tam hoa nha quý cô chú anh chị. Mận tam hoa là dòng mận xanh ha. Mận xanh ngọt nha. Chiều cao của cây là được 60 nha quý cô chú anh chị. Hoành thân như thế này là được 70. Mã số 28 này cây mận tam hoa em xin giao lưu với quý cô chú mình là 1.500.000 đồng. 1.500.000 đồng em sẽ bao phí vận chuyển. Cây này nó rất là dễ sống nha, giờ mới bó bầu lại mà nó đã bật mầm hết trơn nghe quý cô chú. Cây hơi lớn nặng, hơi nặng cho nên là chậm chậm xíu nha quý cô chú. Tiếp theo là cuối cùng là một cây mận mã số 29 nha, cũng là một cây mận tam hoa nha quý cô chú anh chị. Có một cái dáng bay không ấy thì nặng qua để dưới luôn đi, nặng qua để dưới không. Quay sao quay lại đi anh hai, quay lại bề kia đi. Rồi. Nè, tiếp theo mã số 29 cũng là một cây mận tam hoa nha quý cô chú. Em đo từ cái mặt phôi này xuống ha. Là chiều cao này là được 52. Tính bay ra đây là được 1m3 nha quý cô chú anh chị. Bay ra đây là được 1m3. Hoành thân của cây là được 77 nha. Được 77. Mã số 29 này em xin giao lưu với quý cô chú mình là 1.800.000 đồng. Em sẽ bao phí vận chuyển nha. Cây này em sẽ bao toàn quốc cho mình nha quý cô chú anh chị. Cây này rất là nặng quý cô chú ơi. Do phôi thì mình đi được. 1.800.000 đồng cho mã số 29. Cái cây 29 này em cũng kết thúc clip hôm nay quý cô chú anh chị. Rất mong quý cô chú anh chị mình xem clip và ủng hộ nhà vườn. Trong quá trình quay có gì sơ sót thì quý cô chú mình cũng thương tình bỏ qua cho nhà vườn Bích Nhung ha. Mến chào và hẹn gặp lại quý cô chú và anh chị ha.